Xin chào mọi người nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn cái dự án Tone Plate. Đây là một cái dự án mà của Nga mọi người ạ. Một mạng xã hội mà khi mà chúng ta chat, like hoặc là đăng bài, chúng ta tương tác càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều tone. Mà tone token thì đã list ở trên sàn rồi. Tone Plate. Đây giá tôn thì đang có giá là khoảng 2, mấy đô la gì đấy, 2,31 đô la một đồng, đã list ở một số sàn như Max này, Messi này, Bybit đấy, KuCoin, Bybit, Uniswap, OKX, Huobi, Bybit các thứ có đủ hết nhá. Các bạn muốn chuyển thì các bạn có thể chuyển lên OKX hoặc là Bybit hoặc là Max nhé. Ví dụ Bybit này, Bybit, Max nữa, Maxi, Maxi, Bybit, Bybit thì các bạn ấn vào phần Spot, mọi người search cho mình tone. Ở bên này vẫn chưa cho ấy à, cho deep à? Ở đây chứ, deep ở đây mà. Đây tone này. Các bạn ấn vào ấn đây thì nó sẽ có memo và ví nhé. Ở bên Mac cũng thế này, tại vì ở bên Mac thì app đã chuyển một ít lên đây rồi và cũng đã thử chuyển lên đây rồi cho anh em, tức là thử trước rồi đấy thì cũng đã ok rồi. Đấy, min rút của nó cũng khá là thấp thôi. Ở đây chúng ta sẽ tìm là tone. Đấy, ở dưới các bạn chọn cho mình ở đây nhé. Đây, ví dụ như mình vừa mới chuyển 0,1 tôn thì được 0,22 đô la. Thì các bạn vào deposit này. Ở đây thì mọi người chọn cho mình cái network là tôn coin. Tích vào đây và các bạn thấy là có một cái ví và memo. Bên OKX cũng thế mọi người nhé. OKX, tại vì là ở bên sàn nào mình cũng có luôn đấy. Chủ yếu là không có tiền thôi mọi người ạ, chứ sàn nào cũng có luôn. Sàn nào cũng đã đăng ký và KYC hết rồi. Đã khá là lâu rồi đấy chứ không phải đến bây giờ đâu. Các bạn vào phần exchange. Chúng ta vào phần exchange. Đấy, vào phần exchange này sau đấy mọi người sẽ ấn vào phần deposit. Ở đây thì mọi người sẽ chọn cho mình là tone. Đây tone network này. Deposit thì các bạn nói là tone. Phải không nhỉ? Đúng không? Next. Ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái ví này và memo. Đấy. Thì ví dụ chúng ta sẽ chuyển nhá. À, ba cái sàn này thì chúng ta phải ấy vào cái tone plate đấy chứ. Đây tone plate. Để ra đây cho mọi người ấn lại này. Cái video hướng dẫn mà đăng ký thì mình đã làm cái video ở đây rồi mọi người nhé. Hôm trước thì làm video để hướng dẫn mọi người rồi, thì hôm nay là hướng dẫn các bạn rút thôi nhé. Mình rút rồi nhưng mà không biết là một ngày nó có hạn chế là bao nhiêu lượt rút hay không. Vào đây thì mọi người hôm trước thì làm video hướng dẫn rồi thì không nói lại nữa mọi người nhé. Thì chúng ta chỉ có vào đây ấn vào phần MySpace này, đây là cái link của bài viết của mình nè. Đấy, phần fill là chúng ta có thể đăng lên đây. Ví dụ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng một bài viết hoặc là video lên đây nhé. Ví dụ các bạn muốn đăng video lên đây đi, hoặc là muốn đăng cái video thì chọn video, photo hoặc là time hoặc là poll. Thì ví dụ chúng ta chọn một cái bài viết đi, cái bài viết về Maxi bài này nha, event này nhá, các bạn lưu lại photo này. Ở đây thì các bạn copy cho mình cái này. Rồi lên đây thì chúng ta sẽ vào phần tone place fill này.
Rồi ở dưới thì mọi người ấn vào link. Đấy, chúng ta dán cái link vào để cho họ biết là ở đây có cái link này. Đấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta sẽ chọn ảnh này. Rồi, chúng ta ấn vào Public. Mình gọi bây là của gì nhỉ? Của Hà à, của Nga, vì thế cho nên nó cũng khác. Đấy, ví dụ ở đây thì các bạn vào like dạo này. Đấy, các bạn có thể like này. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta ví dụ bình luận này. Bình luận này. À, chéo nhá. Đấy thì họ sẽ like và chéo cuối mình. Mọi người nhá. Hoặc là các bạn có thể thích này. Các bạn vào cái mạng chính này là Tone Black này thì nó sẽ có những cái bài viết này thì chúng ta sẽ ấn vào. Đấy, các bạn like càng nhiều càng tốt. Đấy. Không cần phải bình luận gì nhiều đâu, cứ chéo 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 là nó ấy thôi. Là nó chéo lại cho mình thôi. Không thì mọi người vào phần My Place. Ở đây thì mọi người sẽ thấy cái phần phần follow này. Thì bạn nào đã follow mình thì nó sẽ hiện ở đây. Mà các bạn follow lại cho họ nhé. Tương tác với nhau sau đó follow lại. Ví dụ những bạn này là mình chưa follow này thì mình sẽ ấn follow lại. Rồi, ok. Đấy, ở dưới này chưa này thì chúng ta sẽ follow bạn các bạn này lại này. Đấy, ok cho mọi người. Đấy thì nói qua qua cho mọi người một ít thế thôi nhé. Thì các bạn sẽ tự làm cái này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần more. Ở phần này thì hàng ngày thì họ sẽ trả cái token tôn về như thế này. Đấy, nó sẽ trả tôn về như thế này. Thì ví dụ các bạn muốn rút thì các bạn ấn vào withdraw. Ở đây ví dụ chuyển sang OKX đi, thì chúng ta sẽ copy lại link OKX này. Đây. Ví này. Ở trên là memo. Copy memo ở đây. Rồi, ok chưa? Ở dưới này thì chúng ta sẽ ở trên này chúng ta sẽ set ví dụ 0,2 tôn thì chúng ta sẽ mất 0,02 tôn phí. Thì chúng ta sẽ ấn vào withdraw. Thì họ sẽ gửi đến email của mình một cái code. Các bạn copy cái code đấy nhé, dán vào cho mình. Trên OKX cũng trên OKX thì thế và trên Bybit cũng thế và trên Messi cũng thế thôi mọi người nhé. 926575 9265. Đấy, như thế là success nha. Đấy, chúng ta back to balance. Đấy, chúng ta muốn rút tiếp nha thì chúng ta ấn vào rút tiếp này. Ví dụ hôm nay là chúng ta rút về đây rồi nhá. Chúng ta muốn rút về Bybit phải không? Thì chúng ta lại copy lấy Bybit. Dán vào này. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào copy lấy memo. Tiếp theo ở đây là 0,1 hay 0,2. Rút. Tốt nhất là rút hết về sàn mọi người ạ, chứ không phải sell đâu. Sell thì chúng ta có thể sell về ấy nhé mọi người nhé. Sell về gì nhỉ? Sell về PE nhưng mà tôi tốt nhất là mình có dùng PE bao giờ đâu. 956743. Không thích dùng tay e 9 5 6 7 4 3 phải không? 5 9 6 7 4 3 5 9 6 5 9 6. Bị cái gì nhỉ? For try again later. Hình như là được rút hai lần hay sao đó. Đây là lần thứ hai rồi mọi người ạ. Xóa đi. Đây, OKX thì là đang về rồi nhé, 0,2 tôn này. Đấy, chúng ta sử rút lại nhé. Bên này sao lại không được? Loát lại nhé. Chúng ta search lại nhé. Nói chung là bên này nó cũng y chang như của bên OKX thôi, nó cũng là thế thôi mà. Mọi người ạ, nó cũng thế thôi, không sao cả. Giống nhau hết mà. Chắc là nó hạn chế rút hay sao ạ? Mình rút hai lần rồi mà.
thử đi, thử một lần nữa theo nào. Quan trọng vẫn là thần thái thôi, không phải một, không phải hai đi. Nó chắc là nó giới hạn đấy, rút đấy mọi người ạ. Đấy, tại vì mình rút hai lần rồi, thôi mỗi ngày các bạn rút một lần, hai lần cũng được rồi nhé. Đấy thì các bạn đã thấy là OKX thì đã về rồi đấy. Đây, đây này, nó có cái phần deposit này. Đây, asset deposit. Nó có những cái lệnh lịch sử ấy, mình cứ gọi là lịch sử rút. Đây các bạn, đây đang in proceed, tức là đang vào này, 144 trên 200 rồi đấy, không phải hai tôn về này. Thì lúc nãy mình cũng có rút về bên bên sàn MES, thì sàn MES cũng làm y chang như thế thôi. Đấy, chúng ta vào overview này. Đấy, các bạn nào mà chưa đăng ký mấy cái sàn này thì các bạn đăng ký luôn nhé, KYC luôn, để ở cứ hôm nào các bạn chat được thì các bạn cứ chuyển lên đây nhé. Các bạn search này, tôn. Đấy, ở đây các bạn thấy tôn này, các bạn ấn deposit cho mình. Ở đây các bạn chọn cho mình là tôn tôn coin. Tích vào đây. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ thấy ví tôn này, memo này. Các bạn chuyển vào thì nó sẽ có như thế này. Đấy, deposit successfully, tức là đã hoàn thành. Đấy, thì các bạn thấy là mình đã rút hai cái này, mình được hai lệnh thôi, còn lệnh thứ ba thì thấy nó đang chặn, thì mình nghĩ là một ngày chắc là nó cho rút tối đa hai lệnh đấy, vì thế một lệnh cũng được không sao cả, nhưng mà nói chung là nó cho rút về là quá là tiện, quá là tiện cho mọi người luôn rồi. Đấy, chúng ta cứ vào chat thôi, có phát là chúng ta cứ một ngày hai ngày chúng ta rút về 0,2, 0,3, 0,5 coin, thì mỗi coin sẽ nhận được là 2,3 đô la. Đấy, một ngày mà các bạn cứ vài ngày được hai một coin thì cũng được. Và mọi người. Đấy, 2 3 ngày mà 5 ngày mà các bạn được một coin cũng được, không sao cả. Đấy. Đấy là tốt rồi mọi người ạ. Đây nó mọi ngày nó cho cũng ít thôi, không phải 0,1, không phải 0,2 cái gì đấy. Đấy. Thì các bạn phải chat nhiều cơ, ad có chat nhiều đâu, ad đăng với lại có like một vài bạn thôi, cũng không có bình luận mấy đâu. Đấy, tức là mình chưa có hoạt động nhiều. Bây giờ mình biết là rút về khá là tiện lợi như thế này rồi thì chúng ta vào chat nhiều vào nhé. Tốt nhất là chúng ta dành thời gian vào đây để chúng ta có thể vừa bình luận, vừa like, vừa các thứ đấy. Hoạt động ở trên này càng nhiều thì chúng ta được càng nhiều coin. Thì chúng ta cứ lên Facebook rồi đọc rồi làm các đủ thể loại, nhưng mà kiếm tiền thì hơi khó ở trên Facebook. Thì tốt nhất là chúng ta lên đây. Vừa làm vừa có thể kiếm tiền được nhé. Đấy, anh em vào đây có thể ấy với nhau, hoặc là các bạn Messenger này có thể chat với nhau này ha. Like chéo đi ạ. Ok. Đấy, chat vào đây luôn. Đây, để thêm lên bạn này xem là đã chéo chưa. Flow rồi mà. Đây, like rồi đây. Nè, like cho hết rồi nè. Đấy. Thế nhá mọi người nhá. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn cũng như là kiếm được nhiều ton token nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.